Xin chào tất cả các bạn nha. Nay mình mới đi thu được một lô chậu rất là xịn sò, nên là hôm nay mình lên video cho mọi người xem nha. Bạn nào mà thích mua một số chậu mà giảm giá thì có thể là theo dõi video này nha. Có một cái lưu ý là những cái chậu này là chậu đã sử dụng qua một lần nha các bạn. Và ở đây nó sẽ có rất là nhiều mẫu khác nhau. Trong đây thì có những mẫu mình không biết giá nha các bạn. Mình chưa bán bao giờ nên là mình không biết giá nó, nên là mình chỉ bán giá theo kiểu ước trần thôi, nên là các bạn thấy cái nào hợp lý thì có thể mua nha, còn cái nào không hợp lý thì thôi. Tại cái này không, mình không biết chính xác giá nên là mình báo giá nó có thể là sai, báo giá theo cảm tính của mình thôi nha. Nó cái nào mình bán đã từng bán qua thì mình biết giá thì mình chắc chắn là cái đó sẽ được giảm giá rồi đó. Bên kia còn rất là nhiều mẫu đẹp nữa mà mình chưa có làm giá hết đó các bạn, mình mới làm giá được cái bàn này thôi. Đó, giờ mình sẽ quay cái bàn này trước cho mọi người xem nha. Đấy, rồi đầu tiên ở đây là mình sẽ có những cái chậu mini như thế này. Chậu này là men hoa biển gì đó các bạn. Đó, những cái chậu mini này thì có giá là 5.000 cái nha các bạn. Đó, mình cũng không biết chính xác là giá lúc bán mới của nó là bao nhiêu nữa. Chậu này mình chưa bán. Đó, cái này 5.000 nha. Đó, còn ví dụ như là bên đây là một số chậu ly Nhật này các bạn, ly chén Nhật kìa. Mấy cái này là mình đã lấy về và mình rửa lại đa số là sạch sẽ hết rồi nha các bạn. Đó. Như những cái ly Nhật này nè, là khi mình bán chậu mới là nó 15-20.000 cái á. Còn như ở đây thì mình chỉ bán 10.000 cái thôi nha. Đó, những cái này thì mình đã đa số làm sạch hết rồi các bạn, sạch sẽ hết rồi. Nó ly Nhật đồ, có một số mẫu chậu gỗ này nè. Nó như cái này nó hơi cũ ấy, là bán 10.000 luôn nè. Nó 10.000 cái. Như cái này là như là gì Phan Rang Tháp Chàm nè các bạn. Cái mẫu đất nung của Phan Rang Tháp Chàm gì á, 10.000 nha. Ở đây là chậu đất nung này cũng 10.000 luôn. Chậu này nó cũng mới các bạn. Nó một số chậu 10.000 nha. Tiếp theo là mình có một số mẫu chậu 15.000. Nó 15.000 là kiểu mấy chậu gốm này các bạn. Đó, như cái này chậu mới là đợt trước mình bán 30.000 nè các bạn. Nó còn chậu cũ thì bán 15.000 nha. Bạn nào thích thì có thể săn cái chậu như thế này, 15.000 đó. Một con cũ thì con chim gì đấy, 15.000 một cái. Đây cũng một số mẫu chậu gốm nè. Đây có một con dê phải. Con này là nhìn nó hơi cũ cũ nha các bạn, 15k chơi cho vui thôi. Đó, cái này to đẹp nè. Đó, 15k nha các bạn. Chủ yếu là các bạn có thể inbox để mình chụp hình cho các bạn lựa cho dễ nha, chứ còn quay trên video mà báo giá chi tiết từng cái là không biết khi nào xong luôn đó các bạn. Nên là mình sẽ chủ yếu là quay mình phân ra mấy khu 5.000, 10.000, 15.000 cho các bạn dễ hình dung nha. Còn các bạn muốn lựa chi tiết hơn có thể inbox cho mình để mình chụp hình cho các bạn được. Có mấy mẫu chậu rất là lạ luôn rồi các bạn, mình chưa biết cái này là đã bán ở đâu luôn á. Cái này 20k nha. Cái này 20k. Cái này thì kiểu như mới luôn rồi các bạn. Một con cũ, cái này là hàng xịn luôn các bạn. Chậu này hàng xịn, men xịn đấy, 20.000. Cái này cũng lạ lạ. Đó, mấy cái mẫu bên này là 20.000 nha các bạn. Mình sẽ quay từ thấp tới cao cho mọi người xem dễ hơn. Đó, còn về phần kích thước thì các bạn có thể inbox cho mình để mình gửi kích thước cho các bạn nha. Đó, như mấy cái này là bán mới là 35.000 nha các bạn. Như này thì bán 20.000 thôi. Đó, những cái nào mình biết giá thì đa số là sẽ được giảm giá hết. Qua mấy mẫu chậu 30 nè. Bao nhiêu ta? 25 chứ, 20 rồi tới 25, 25.000. Rất là đẹp luôn nè, chậu này men xịn luôn các bạn. Đó, dày đẹp, bóng luôn. Đó, mấy cái 25.000 này là xịn sò nè các bạn. Đây men hoa biển nha, mà cái này thì y chang như mới rồi chứ cũng chả khác gì
nó 25.000 nha. Nói thêm mấy chậu gì đất nung Ninh Thuận nè, mấy chậu gốm nè. Cái này to hơn cả lúc nãy nha các bạn, cái lúc nãy 20 với cái này 25. Rồi bên đây có cái chậu như bằng xi măng hay đá gì đấy. Cái này có giá lúc mới các bạn, giá lúc mới là 35.000 nè. Còn cái này thì cũng y chang như mới luôn, chả khác gì cả. 25.000 nha. Cái này thì y chang mới luôn rồi. Đây nè, cái này là chậu bên mình bán nè, cái này mới là 35.000 các bạn. Đây 25 nha. Chậu này rất là dày luôn nè. Mấy bạn nào thích trồng sen đài mà kiểu thấp thấp là trồng cái chậu này rất là đẹp luôn. Chậu dày đẹp nha. Cái này thì to nè. Đất nung. Đó, mấy cái men hoa biển này thì nó có nhiều mẫu lắm nha các bạn, mà hầu như cái loại này thì như mới hết. Đây một cái chậu gốm nha. Cái này thì xịn đẹp nè các bạn, nhưng mà nó hơi cũ xíu nha các bạn. Rồi, bên đây là sẽ có một số mẫu chậu 30.000. Như cái này đợt đầu bên mình bán là 50.000 các bạn. Đợt này bán 30 nha. Có mấy cái thì nó sẽ đổi nhẹ một xíu như thế này nha. 30.000. Đây, mấy cái chậu này rất là xinh luôn nè. Cái này bên mình đang hiện tại đang bán mới là 40.000 nữa các bạn. Mà cái này cũng không khác gì về cái mới rồi. Số cá chậu đất, mấy cái chậu loại đất này là cũng xịn các bạn, dày, rất là dày luôn nha, dày đẹp. Chậu này đẹp nè, 30.000 nha. Đó, nhìn cũng y chang chậu mới luôn nha các bạn, 30.000. Cái này cũng 30k luôn, to nha các bạn, miệng rộng rồi. Cái này rất là dày luôn nha các bạn, dày kiểu cổ cổ. Đó, mình sẽ quay sơ qua các mẫu cho các bạn xem nha, để các bạn dễ dàng đặt hàng hơn. Như cái này nứt rồi. Cái này có một số cái mẫu chậu mà nó nứt đó các bạn. Nó nứt như thế này thì mình sẽ tặng kèm theo đơn. Nếu các bạn muốn lấy thì mình sẽ tặng kèm theo đơn nha. Ví dụ như cái này nứt thì về trồng vẫn được thôi. Đó. Cái này thì sẽ tặng kèm theo đơn. Bạn nào thích thì cứ đặt hàng thì có thể inbox cho mình lấy thêm những cái chậu bị nứt. Sẽ có một số cái bị nứt đó các bạn, nhưng hầu như những cái nứt thì mình sẽ tặng thôi. 30.000 nha. Thêm một cái rất là to này. Đó, cái này 30.000 nha các bạn. Men nó bóng mới luôn. 30k. Cái này nữa. Đó, tiếp theo mình sẽ sang một số mẫu 35.000 nha. Giống như là đây mấy cái men hoa biển dạng to nè các bạn. Đó, to này. Máy này thì cũng y chang chậu mới rồi. Nó có sẽ có nhiều mẫu khác nhau nha các bạn. Nó nhiều kiểu dáng khác nhau. Cái này đẹp nè. Hình như cái này bản mới là 50.000 nha các bạn. Đó, cái này 35 nha. Hiện tại đang y chang như mới rồi. Đây, một cái chậu gốm nha. Đây cũng một cây gốm luôn, rất là đẹp, như mới luôn. Cái
cái này thì sứ to nha. Nó càng lúc là càng xịn sò dần rồi các bạn. Đây một số mẫu 40.000 nha. Đó, sứ men rất là đẹp luôn. Chậu dày. Cái này đợt trước mình bán mới là 65-70.000 tiền cái các bạn. Này, này bán 40.000 nha. Đó, cái này cũng 40.000 đô, kiểu như cái thuyền này. Đây có một cái bình gốm nè các bạn, rất là đẹp luôn nha. Đây mẫu này cũng 40.000 nha các bạn. Rồi mẫu này cũng 40k nha. Bây giờ mình sẽ sang một số mẫu 50.000. Đây cái chậu này không biết là phải chậu hàng không nữa. Chậu này thì không phải bên mình bán, họ mua ở đâu mình không biết nữa, không biết phải chậu nhập của bên hàng gì đâu. Chậu này thì mình không rõ nha. 50k nha các bạn, nó cũng rất là đẹp. Cái này cũng rất là đẹp nhưng mà hơi lỗi một xíu nha các bạn. 50.000. Đây một cái chậu gốm này nha, 50k. Cái này 50.000 nha. Cái này mới như là 70-80 gì á, không nhớ nữa. Cái mẫu này là những cái đợt đầu các bạn. Đợt đầu cách đây cũng là nửa năm, tầm nửa năm hay là một năm gì mình không nhớ nữa. Nhưng mà nó khoảng 70-80.000 đấy. Đây có một cái bình rất là đẹp luôn các bạn. 50.000 nha. Luôn. Chợ bên này rất là to nè. Rồi đây một cái chậu xịn sò như các bạn. Đó. Ba chân. Gốm rất là đẹp. Này kiểu như cục đá luôn. 50.000. Đây, một cái chậu cũng xịn nữa. Đây, mấy cái này hoa văn rất là đẹp nha các bạn. Đó, mấy cái bình 50.000 nè. Rất là chất lượng luôn nha. Cái này rất là xinh luôn nè. Nhìn vô như kiểu cái bánh bao các bạn. Bây giờ sẽ sang một số mẫu 60 nha. Cái này đợt đầu bán 100.000 nữa các bạn. Nó chợ mới là bán 100.000 nha. Cái này mới là 80 nè các bạn. Mấy cái này là mới mua bên mình gần đây thôi nè. Chậu như này thì không phải mua của bên mình nha. Xịn sò nha các bạn. 60k, một cái chậu rất là chắc chắn, xịn sò, đẹp. Đấy, 60k. Mấy cái này trong một lô nó hết đó các bạn. Mấy cái kiểu có chân như này nè. Đây một số mẫu 70.000 nha. Cái này mới đợt đầu mình bán 90.000 nha các bạn. Mà cái này y chang như mới thì không khác gì. Đây,
cái này 70.000 nha, cái này mới 90.000 nha các bạn. Mà rửa sạch rồi nó y chang mới luôn, không khác gì luôn á. Cái này thì bè nha, thấp, chọn những cây sen đà. Đây, thêm một cái này cũng rất là xịn nữa, 70k. Cái này cũng 70 nha. Rồi, mẫu bên này 80.000 nha các bạn, sẽ to hơn một xíu. Đó, nhìn nó cũng ngon lành hơn. Rồi, cái này màu đỏ ba chân này rất là to. Đây, bên này cũng to luôn, 80k. Rồi, đây một cái kiểu khác nữa, 80.000 nha. Đó, mình quay sơ một số mẫu mình đã soạn làm giả rồi các bạn. Nó còn nhiều mẫu mà mình chưa làm giả nữa, nên là để sẽ đăng vào những video sau nha. Đó. Với mình có soạn được một ít mấy cái chậu, nói chung là sẽ lỗi nhẹ nha các bạn. Lỗi nhẹ hoặc là nó nứt nhẹ nhẹ gì đấy. Bạn nào muốn lấy thì mình sẽ tặng kèm theo đơn nha. Đó. Mấy chậu này thì làm giả xong mới thấy nó mẻ đây. Đó, những chậu này sẽ tặng kèm theo đơn nếu các bạn thích. Rồi, ok, video này thì sẽ quay một số mẫu chậu như vậy cho các bạn xem. Các bạn đặt hàng cứ liên hệ vào Facebook, Zalo và số điện thoại phía bên dưới nha. Đó, rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn những video lần sau nhé.